Tại một cơ sở sản xuất ma túy, trong khi công nhân đang cần lực pha chế hàng thì ở bên trong, một nhóm những tên tội phạm đang ngồi ăn lẩu. Vì đây là lô hàng lớn nên chúng không được phép sơ suất. Một tên tóc dài đã xách tới một vali bên trong chứa đầy lựu đạn. Hắn nói nếu có biến thì sẽ sẵn sàng khô máu để bảo vệ hàng. Vừa nói dứt lời thì bên ngoài cớm ập vào. Họ được lệnh xử lý bất kỳ thằng nào chống cự, từ thằng gác cửa cho tới thằng pha chế. Chúng định rút súng chống trả nhưng toàn bộ súng đột nhiên bị kẹt đạn. Kết quả là chúng đều trở thành hồn ma dưới họng súng của cớm. Bên trong căn phòng những tên đại ca đã hất đổ tất cả đồ đạc để chặn đường cớm. Súng và lựu đạn đều được đem ra sử dụng. Cứ thấy cớm chỗ nào là ném vào chỗ đó. Không ít cảnh sát đã bỏ mạng vì món đồ chơi nguy hiểm trên người đó. Lúc này chúng mới nhận ra súng của mình đều bị kẹt đạn. Một vài tên liều mạng đã xông ra dùng lựu đạn mở đường máu. Tuy hàng đã mất nhưng ít nhất cũng phải giữ được mạng. Người chỉ huy cuộc đột kích này là Lý Trấn Bang. Anh không ngại nguy hiểm, dẫn đầu một nhóm chặn đường rút lui của chúng. Thằng tóc dài là trợ thủ đắc lực của lão đại vẫn kiên quyết chống trả. Hắn đã dùng một chiếc rìu chặt đứt ống dẫn ga để khí ga nổ trúng Trấn Bang. Đoán được ý đồ của hắn, anh nhanh chân nhảy vào bể nước gần đó nên may mắn thoát chết. Khi anh đứng dậy thì thấy chúng đã mở được đường thoát ra ngoài. Bất kể ai cản đường chúng đều bị thổi bay ngay lập tức. Tên tóc dài được lệnh dẫn em trai lão đại bỏ trốn. Hắn đã bị Trấn Bang bắn bị thương đang lê lết bên ngoài. Vừa trèo lên một xe tải thì đã bị bắn hạ. May sao cho hắn lại hội ngộ cùng với anh trai mình. Tuy nhiên cảnh sát sẽ không để một tên nào thoát khỏi đây. Giang Minh và Thiết Ngưu đã nhảy vào một con xe định quay lại đón lão đại thì gặp phải cản trở của cảnh sát. Hai người đều giao nhiệm vụ giữ chân cảnh sát nhưng Thiết Ngưu đã bị bắn hạ, còn Giang Minh lờ ngớ lại bị một viên đạn lạc trúng vào chân. Bất ngờ là Trấn Bang lập tức chạy tới sơ cứu cho anh ta. Thì ra Giang Minh chính là cớm ngầm được cài vào tổ chức của lão đại. Trấn Bang trước đó đang theo dõi đường dây sản xuất và buôn bán ma túy do Hàn Dương cầm đầu. Anh đã nhiều lần đụng độ với chúng nhưng lần nào cũng thất bại. Hơn thế còn phải bất lực chứng kiến đồng đội của mình bị hành hạ cho tới chết. Từ đó, anh quyết tâm phải tóm được Hàn Dương và băng đảng của hắn. Trấn Bang biết muốn tóm được hắn phải bắt tận tay dây tận chán. Để làm được điều đó, cần có một người nằm trong tổ chức của chúng. Trấn Bang đã lựa chọn Giang Minh. Anh ta là một cảnh sát ưu tú, luôn muốn tóm cổ hết những tên tội phạm góp phần làm sạch xã hội. Trong một buổi truy quét tội phạm, Trấn Bang đã bắt gặp Giang Minh đang nằm vùng. Tuy nhiên, đám tội phạm lại khai anh ta có lén giấu một túi hàng khác. Sau khi kiểm tra thì đúng là như vậy. Nghi ngờ Giang Minh cố tình thủ hàng để chiếm lời, Trấn Bang đã cho anh ta một đấm vì nghĩ anh ta là cớm bẩn. Tuy nhiên đó chỉ là cách để anh thử anh ta. Trấn Bang nói Giang Minh muốn thăng tiến trong sự nghiệp thì phải đánh đổi bằng cách lập công lớn. Túi hàng khi nãy chính là lý do phù hợp nhất để tạo ra thân phận gián điệp cho anh ta. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành thì anh ta sẽ được trả lại thân phận và bù đắp xứng đáng. Không do dự, Giang Minh lập tức đồng ý dưới sự bảo lãnh của Trấn Bang. Rất nhanh anh ta đã biến thành một tên tội phạm đúng nghĩa, ngày ngày đi giao hàng và lấy tiền chuyên nghiệp như một tên tội phạm lâu năm. Vì Hàn Dương là kẻ không dễ tin tưởng ai nên Giang Minh đều giao làm việc với Thiết Ngưu. Được đồng lợi nhuận nào anh ta cũng đều ghi chép đầy đủ, mọi hành vi phạm tội của anh ta đều báo cáo lại cho Trấn Bang. Nhưng cái cảnh sát cần là vị trí cụ thể của cơ sở sản xuất ma túy. Hàn Dương là một kẻ cẩn trọng nên chưa đến phút cuối hắn sẽ không tiết lộ kế hoạch. Chính vì thế, cảnh sát chỉ có thể đợi chúng hành động mới có thể răng lưới tóm gọn một mẻ. Họ theo dõi Giang Minh qua một máy chơi game. Nào ngờ đang chơi thì bị một thằng râu sồm ném ra ngoài khiến anh ta suýt chút nữa khô máu với hắn, bị mất tín hiệu, cảnh sát đành phải chia người kiểm tra các cơ sở sản xuất của chúng. Hôm nay Hàn Dương đã nhận được một lô hàng béo bở, hắn là người duy nhất biết công thức điều chế nên phải đích thân làm. Nào ngờ đang làm thì bị cớm ập vào, kết quả là cơ sở của hắn biến thành đống đổ nát. Hắn may mắn trốn thoát nhưng em trai hắn thì không. Hàn Dương đã tận mắt chứng kiến em trai mình bị tông gãy chân, sau đó còn bị thiêu như ngọn đuốc sống. Tuy nhiên hắn mạng lớn vẫn còn giữ được chút hơi thở cuối cùng và được cảnh sát cứu chữa. Có điều vì không muốn ảnh hưởng tới Hàn Dương mà em trai hắn đã tự chấm dứt cuộc đời trong viện. Hàn Dương đã đem cái chết của em trai hắn đổ lên đầu cớm. Hắn đã tìm ra ai là hung thủ trực tiếp gây ra thương tích cho em trai hắn. Năm xưa, đồng đội của Trấn Bang bị Hàn Dương sát hại là cha của cảnh sát trẻ tuổi này. Anh ta chính là người đã tông xe vào em trai Hàn Dương khiến hắn bị mắc kẹt trước vụ nổ xảy ra. Hàn Dương đã tìm tới anh ta để trả thù cho em trai nhưng lại bắt gặp Trấn Bang ở đó. Thấy hắn có hành động báng bổ người đã khuất, Trấn Bang liền lao tới ngăn hắn lại. Hai bên đã giao lưu với nhau vài chục hiệp, không ai chịu thua kém ai. Khi cậu cảnh sát kia định báo thù cho cha thì bị Trấn Bang ngăn lại. Anh biết là một cảnh sát, cách báo thù duy nhất là đưa bọn tội phạm ra trừng trị trước pháp luật. Hiện tại, Hàn Dương đang chịu sức ép từ phía khách hàng vì để mất lô hàng vừa rồi. Tên chủ người Nhật đã hạn cho hắn 10 ngày sau phải giao hàng, mà bên phía cung cấp nguyên liệu biết được tình hình hiện tại của Hàn Dương nên đã cố tình chèn ép hắn. Sau phi vụ vừa rồi, Hàn Dương lại càng cẩn trọng hơn. Hắn đã nghi ngờ trong băng đảng có nội gián nên càng khó khăn khi đưa Giang Minh quay trở lại. Cảnh sát đã diễn một vở kịch để Giang Minh có thể đào tẩu an toàn cùng với Thiết Ngưu, nhưng Hàn Dương là một kẻ đa nghi, vụ súng bị kẻ đạn vừa rồi lại do Giang Minh phụ trách, nhờ có Thiết Ngưu bảo lãnh mà chúng mới tạm thời bỏ qua, nhưng Hàn Dương vẫn cử tên râu sồm theo dõi anh ta. Vì đơn hàng gấp rút nên bên cung cấp nguyên liệu đã cử thêm người điều chế tới cho Hàn Dương, đó là Tú, một nhà nghiên cứu khoa học. Trước đây cô ta cùng với chồng đã bị ép điều chế ma túy cho một tên trùm, nhưng trong một đợt truy quét của cảnh sát, chồng cô ta đã bị bắt rồi sau đó chết trong
tù, còn Tú và em trai hiện vẫn đang làm việc cho chúng. Sở dĩ cô ta làm vậy là bởi vì đứa con gái ngỗ nghịch luôn tìm cách gây chuyện mỗi khi cô ta vắng mặt. Nghĩ cho tương lai của con gái nên cô ta luôn tìm cách thoát khỏi chúng. Lần này hợp tác với Hàn Dương chính là cơ hội cho cô ta cùng con gái bỏ trốn. Trấn Bang đã nhắm tới Tú sẽ là nội gián tiếp theo của mình. Điểm yếu của Tú là con gái cô ta. Vừa tới Hồng Kông, cô bé đã được một thằng tóc xanh tóc đỏ đón đi. Cô bé ngây thơ đâu biết được chúng đã sớm có ý đồ xấu. Biết mẹ cô bé có nhiều tiền nên chúng đã giở trò bắt cóc tống tiền. Tú sau khi nhận được clip con gái bị làm nhục đã xách tiền tới đàm phán với chúng. Em trai cô ta đã bí mật đi theo để đánh úp chúng từ phía sau. Trong lúc Tú giải cứu con gái đã bị một thằng đánh lén, với sức của cô ta thì không làm gì được hắn. Vô tình trong lúc hai bên giằng co, con gái Tú đã đẩy tên lưu manh đó xuống dưới khiến hắn rơi như bị thịt. Toàn bộ quá trình gây án đã bị cảnh sát theo dõi. Trấn Bang đã lấy lý do con gái Tú giết người để uy hiếp cô ta làm việc cho mình. Vì nghĩ cho tương lai của con gái mà cô ta không có lựa chọn nào khác. Giải quyết xong chuyện của con gái Tú thì lại tới con trai Trấn Bang. Vì luôn tận tụy với công việc nên Trấn Bang không có thời gian lo cho gia đình. Sau khi hai vợ chồng anh ly hôn thì con trai anh cũng đổ đốn sinh hơ. Cậu ta thường xuyên ra ngoài gây chuyện và lần này đã gây họa. Con trai Trấn Bang đã táng con trai một tên xã hội đen và bị chúng truy sát. Vô tình anh lại bắt gặp con trai mình trên đường đang bị truy đuổi. Trấn Bang lập tức đuổi theo ngăn chúng lại. Mấy lời nói của anh không đủ trọng lượng để khiến chúng dừng tay, thậm chí còn bị đám giang hồ kia tấn công ngược lại. Nhưng sau khi thấy còng số 8 thì chúng không còn dám hung hăng nữa. Người cần ngăn cản lúc này chính là con trai anh. Suýt nữa cậu ta đã gây ra án mạng, dù không muốn nhưng Trấn Bang vẫn phải còng tay con trai lại. Để giải quyết triệt để ân oán của mấy thằng xỉu nhi, hai ông bố đã hẹn gặp nhau nói chuyện. Sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận thì anh đã đứng ra chịu trừng phạt thay con trai mình. Cũng may chỉ cần để lại vài cái răng đã có thể chấm dứt ân oán giữa hai bên, mà Trấn Bang trong lúc lo chuyện của con trai đã không chú ý tới Hàn Dương. Hắn vẫn ôm hận sau cái chết của em trai nên quyết tâm phải báo thù. Trong lúc Giang Minh và Thiết Ngưu chuyển hàng, cảnh sát vẫn luôn theo dõi chúng, nhưng mọi hành tung của họ đều đang bị tên tóc dài giám sát. Hàn Dương đã giăng một cái bẫy để dụ những cảnh sát đang theo dõi chúng vào trong. Giang Minh cũng có mặt ở đó nhưng không có cách nào thông báo cho họ. Vì nóng lòng muốn bắt tại trận cả người lẫn hàng mà cảnh sát đã phát động tấn công. Tuy nhiên khi họ kiểm tra lại không thấy có Mai Thúy mà toàn là gạch, định rút lui thì lập tức bị chúng tưới xăng vào người. Hàn Dương vẫn nhớ cảnh em trai hắn bị thiêu sống nên từng nói với Trấn Bang sẽ khiến cho đồng đội của anh biết cảm giác đó như thế nào. Rất nhiều người không kịp thoát ra đã bị thiêu sống tại chỗ. Một số người nhanh trí đã cởi bỏ quần áo để chạy ra, nhưng gọi cứu viện thì không thấy đồng đội bên ngoài trả lời. Mọi đường thoát ra lúc này đều bị chặn, còn đám tội phạm thì cứ lăm le bom xăng truy đuổi họ. Giang Minh đứng đó nhìn đồng nghiệp bị thiêu sống mà bất lực không thể làm gì, chỉ cần anh ta giúp đỡ họ thì chẳng khác nào thừa nhận thân phận gián điệp của mình. Bị dồn vào đường cùng, một nhóm cảnh sát đã phải tự mở đường máu thoát ra. Họ không còn cách nào khác vì nếu quay lại thì sẽ bị thiêu sống. Nhưng họ không ngờ được là vừa ra ngoài thì lại gặp phải Thiết Ngưu chặn đường. Một cảnh sát không may dính lửa đã tình nguyện tách ra để không ảnh hưởng đến người khác. Những người còn lại dù thoát được nhưng họ vẫn nghe rõ đồng đội mình kêu gào trong đau đớn. Trong khi đó, Giang Minh đang bị tên tóc dài giám sát liên tục. Hắn bất ngờ bị một cảnh sát tấn công nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại được lợi thế. Giang Minh vì muốn giữ mạng cho anh ta mà đã chủ động tấn công, sau đó cố tình ném anh ta xuống bên dưới để thoát khỏi tên tóc dài. Có điều anh ta số nhọ lại gặp phải Hàn Dương, không ngờ anh cảnh sát đó lại là người tông xe vào em trai hắn lúc trước. Hàn Dương đã ra lệnh thiêu sống anh cảnh sát đó ngay tại chỗ để báo thù cho em trai. Khi Trấn Bang tới nơi thì chỉ đứng hình nhìn những đồng đội bị thiêu cháy thành tro. Rắc rối chưa dừng lại ở đó, khi chính Trấn Bang lại làm thân phận của Giang Minh bị bại lộ, vô tình tên râu sồm đã phát hiện ra người liên lạc với Giang Minh. Hắn đã kiểm tra camera và tìm ra chứng cứ họ liên lạc với nhau. Hắn đã gọi điện cho Thiết Ngưu để thông báo ngay đúng lúc Giang Minh đang ngồi cạnh. Thiết Ngưu lập tức vạch trần thân phận của Giang Minh. Anh ta không có cách nào chối cãi, đành uy hiếp hắn. Do không chú ý nên đã bị hắn xịt hơi cay vào mắt. Sau đó hắn nhân cơ hội tấn công không cho Giang Minh phản kháng. Bị hơi cay vào mắt khiến anh ta không nhìn rõ đối phương. Đến khi rơi vào một bể nước ở đó mà anh ta mới có cơ hội tỉnh táo trở lại. Khi Thiết Ngưu cố dìm chết Giang Minh thì anh ta đã nhặt một thanh sắt lên và đâm xuyên ngực hắn. Có điều khi anh ta xử lý cái xác đã bị tên râu sồm quay lại. Hắn đã gửi đoạn clip đó cho Trấn Bang để tống tiền. Đồng thời, hắn cũng gửi clip đó cho Giang Minh để đòi khoản tiền tương tự. Giang Minh vì lo sợ thân phận bại lộ mà đã tố cáo Thiết Ngưu là nội gián với tên tóc dài. Anh ta còn cẩn thận ngụy tạo chứng cứ để tên tóc dài tin tưởng. Sau đó, Giang Minh đã liên hệ với Trấn Bang để giải quyết hậu quả. Không ngờ Trấn Bang đã yêu cầu Giang Minh giơ tay chịu trói. Từ một cảnh sát nằm vùng, giờ đây anh ta đang bị tình nghi lại kẻ giết người. Sau khi không thỏa thuận được với nhau, hai người xảy ra mâu thuẫn. Cuối cùng Giang Minh may mắn thoát được khỏi tay Trấn Bang. Anh ta đã mang tiền tới chỗ hẹn để gặp tên râu sồm nhưng lại bị hắn lừa. Thì ra hắn cũng hẹn Trấn Bang tới đó để giao tiền. Âm mưu của hắn là muốn tạo điều kiện cho Trấn Bang tóm được Giang Minh. Cảnh sát mai phục để tóm tên râu sồm đã được lệnh chuyển mục tiêu sang Giang Minh. Lẽ ra đã trở thành người hùng thì giờ đây anh ta lại đang bị chính đồng nghiệp của mình truy đuổi. Lúc này vì đường quá đông nên Trấn Bang đã để Giang Minh trốn thoát. Rắc rối chưa dừng lại ở đó, khi con gái Tú trong lúc đang được cảnh sát trông chừng lại chạy ra ngoài, kết quả là cô bé bị xe tông trúng phải vào viện cấp cứu.
Trước đó vì để Tú hợp tác với mình, Trấn Bang đã hứa sẽ lo cho con gái của cô ta, giờ lại phải nhìn con gái nằm hôn mê không thể không khiến cô ta thay lòng. Qua theo dõi, cảnh sát phát hiện ra Tú và em trai vẫn đang lên kế hoạch bỏ trốn. Về phía con gái, cô ta sẽ có người bí mật đưa cô bé ra viện và đoàn tụ với họ, nhưng kế hoạch của họ sớm đã bị cảnh sát phát hiện và ngăn chặn. Tình cờ tối hôm đó, Hàn Dương có một phi vụ giao dịch với khách hàng. Hắn hiện đang gặp khó khăn do căn bệnh rối loạn tiểu cầu gây ra nên thường xuyên bị mất máu. Mà máu của Hàn Dương lại là loại hiếm, không phải lúc nào cũng kiếm được. Đám khách hàng người Nhật đã từng dùng máu và em gái để uy hiếp Hàn Dương. Tuy nhiên một kẻ như hắn sẽ không bao giờ để bị uy hiếp. Trong cơn phẫn nộ, hắn đã đổ sát tất cả những kẻ dám lấy gia đình hắn ra uy hiếp. Tuy nắm được điểm yếu của hắn nhưng khách hàng cũng không dám chèn ép hắn quá mức vì chỉ có Hàn Dương mới có công thức độc quyền chế tạo ma túy chất lượng cao. Hiện tại, do bị cảnh sát giám sát nên hắn không có đủ máu để duy trì cơ thể, chính vì thế phải thường xuyên tiêm thuốc để cầm cự. Không chỉ có cảnh sát mà Tú cùng em trai cô ta cũng đang nhắm tới phi vụ giao dịch. Họ định cướp tiền của khách hàng rồi dùng số tiền đó để bỏ trốn. Nhưng người tính không bằng trời tính, sở dĩ Hàn Dương biết cảnh sát sẽ mai phục nhưng hắn vẫn ra mặt vì hắn muốn biến khách hàng thành viên đỡ đạn. Chiếc xe của tên khách hàng sớm đã được cài sẵn bom, chỉ cần dẫm chân ga là tất cả sẽ bay màu. Trấn Bang khi này bỗng phát hiện Tú cầm theo một khẩu súng bỏ trốn. Cô ta chạy thẳng đến một tiệm bánh trung thu và chĩa súng vào ông chủ ở đó. Thì ra lúc nãy cô ta đã trông thấy một người quen và bám theo. Đến quán bánh trung thu này mới nhìn kỹ thì ra đó là người chồng đã chết năm xưa. Hóa ra hắn không chết mà còn đang có một cuộc sống sung túc bên người vợ mới. Khi nghe nói con gái nằm viện thì chỉ đưa ít tiền bố thí cho Tú rồi đuổi đi. Do đó Tú định xách súng xử thằng chồng tệ bạc nhưng bị Trấn Bang kịp thời ngăn lại. Lúc này anh không có thời gian đi lo chuyện bao đồng. Đồng nghiệp của anh phát hiện Giang Minh tại hiện trường và đang truy đuổi anh ta. Còn Trấn Bang sau khi anh quay lại hiện trường thì nhận được cuộc gọi của Hàn Dương. Anh lập tức lái xe tới gặp hắn khiến đồng nghiệp nhìn một cách khó hiểu, sau đó còn đưa hắn an toàn rời khỏi đó. Thì ra âm mưu của Hàn Dương không chỉ muốn trả đũa khách hàng dám chèn ép hắn mà là muốn trả thù Trấn Bang. Tên tóc dài sở dĩ không ở cạnh Hàn Dương vì hắn có nhiệm vụ bắt cóc con trai Trấn Bang. Hiện cậu bé đang gặp nguy hiểm nên Trấn Bang phải làm theo lời hắn. Nhưng sau khi lợi dụng anh thì hắn lại cho Trấn Bang xem con trai mình bị thiêu sống. Hắn muốn anh hiểu được cảm giác bất lực khi chứng kiến người thân chịu hành hạ đến chết là như thế nào. Sau khi tưởng mọi chuyện đã êm xuôi thì Hàn Dương mới tiếp tục chế tạo ma túy. Hắn đã chọn một hang động khảo cổ để làm cơ sở chế tạo mới. Tuy nhiên hắn không biết Giang Minh đã theo dấu hắn tới được đó, nhưng anh ta chưa kịp làm gì đã bị đánh ngất lôi vào bên trong. Vì biết Giang Minh là cấm ngầm chống ma túy nên Hàn Dương đã dùng chính ma túy để đầu độc anh ta. Đúng lúc này, Trấn Bang ở bên ngoài xông vào đem theo cơn phẫn nộ tột cùng. Anh điên cuồng bắn giết tất cả những tên tội phạm ở đó. Thằng nào nằm trong tầm ngắm của anh thì không thể có kết cục nào khác ngoài cái chết. Hàn Dương biết hắn khó qua được cửa tử nên đã đưa công thức chế tạo cho em gái để cô ta bỏ trốn, còn hắn sẽ ở lại để sống chết với Trấn Bang. Trong khi đó, Giang Minh vì dính ma túy quá liều nên bị sốc thuốc. Trong lúc cơn điên dại ập đến, anh ta không kiểm soát được hành động của mình. Những tên tội phạm nào ở gần anh ta đều bị cho đăng xuất ngay lập tức, kể cả tên to béo cũng không là đối thủ của anh ta. Còn Hàn Dương và Trấn Bang vẫn đang tiếp tục cuộc chiến. Súng hết đạn thì họ lại chuyển sang đấu kiếm, nhặt được mấy thanh kiếm rỉ sét lên mà chém liên tiếp về phía đối phương. Khi cả hai đã lưỡng bại câu thương thì họ mới phát hiện còn một đám người lạ mặt khác đang xông tới. Chúng đã chặt đứt cánh tay của Hàn Dương và cũng không có ý định tha cho Trấn Bang. Đúng lúc này thì Giang Minh xuất hiện với khẩu súng trong tay bắn loạn xạ. Dù anh ta đang mất kiểm soát nhưng vẫn biết phân biệt địch ta. Vô tình anh ta lại xử hết đám giang hồ lúc nãy rồi mới gục ngã trước mặt Trấn Bang. Trước khi chết, anh ta vẫn cố gắng nói rằng mình giết Thiết Ngưu chỉ là tự vệ. Trước đó anh ta có tới tìm tên dâu xồm để xoa chứng cứ thì bị hắn đánh úp. Hắn còn lấy con gái mình ra uy hiếp Giang Minh để anh buông vũ khí. Trong lúc hai người đụng độ, Giang Minh đã thay trời hành đạo, kết liễu luôn kẻ không xứng đáng làm con người. Sau đó anh ta còn sơ cứu cho con gái hắn và gọi cấp cứu cho cô bé. Sau khi minh oan với Trấn Bang thì anh ta đã chút hơi thở cuối cùng của mình, mà lúc này quay ra lại không thấy Hàn Dương đâu. Hắn đã bỏ chạy ra phía sau núi thì lại gặp em gái ở đó, tưởng cô ta sẽ giúp hắn nhưng lại là giúp hắn ra đi nhanh hơn. Thì ra đám giang hồ khi nãy là do cô ta gọi tới, mục đích cô ta đi theo hắn chỉ là để có được công thức chế tạo. Trước giờ phục vụ hắn, cô ta đã quá mệt mỏi nên giờ muốn tách ra làm bà chủ. Cuối cùng thì hai chữ gia đình mà hắn tôn thờ trước giờ đã phản bội hắn. Khi Trấn Bang chạy tới thì hắn đã sắp tắt thở nên anh đã bỏ qua cho hắn. Cũng may hắn còn giữ được chút nhân tính mà nói cho anh biết chỗ con trai anh. Trấn Bang tìm thấy cậu bé trong một thùng xe trong bộ dạng đã cháy thành than. Anh gào khóc trong đau đớn nhưng cũng không thể làm gì hơn. Thực ra khi chọn công việc này, anh hay những đồng đội của mình đã sớm đoán trước được sẽ có rủi ro. Chỉ là họ không ngờ được những người thân của mình cũng phải gánh chịu những rủi ro đó. Có những thứ đến khi ta mất đi rồi mới nhận ra là quý giá. Vì thế khi còn có thể thì hãy trân trọng những gì mình có. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Bye bye!